Wow, tớ rất thích ở đây. Tớ muốn là người đầu tiên mở bức ăn của mình. Wow, quả trứng Kinder. Của bạn có gì? Để xem nào. Tớ cũng có một cái tương tự, lạ thật đấy. Tớ đồng ý, đáng ngờ một chút. Điều làm hài lòng là cả hai chúng ta đều rất may mắn. Tớ yêu trứng sô-cô-la. Theo tớ, đây là món tráng miệng ngon nhất từ trước đến nay. Bạn nên xem bạn vứt rác ở đâu đấy. Tất cả các giấy gói đang bay vào người tớ rồi. Xin lỗi, tớ không để ý mà. Tớ rất ấm lòng muốn thử. Wow, kẹo bên trong này. Ôi, tuyệt quá, cần phải đưa vào miệng càng sớm càng tốt. Trời ơi, ngon làm sao. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sô-cô-la và sô-cô-la. Tớ muốn bổ sung. Wow, quả trứng có mứt cam này. Tớ rất thích đấy. Ôi, mỗi lần một bất ngờ thú vị mới. Thật là tuyệt. Để xem nhá. Còn bây giờ thì đừng có làm phiền tớ ăn. Wow, sô-cô-la này. Tuyệt thật đấy. Mỗi lần những bất ngờ càng trở nên dễ dàng hơn. Bạn nhìn gì đấy? Hãy chăm sóc quả trứng của bạn đi. Bạn nói đúng, đấy lúc tớ phải làm điều này rồi. Trời ơi, cái gì thế này? Một quả trứng sống sao? Tớ đã không mong chờ điều này đâu. Bạn nghĩ thế là hết rồi sao? Không phải, phải ăn đến cùng. Ôi, tớ hy vọng đây là một cái gì đó khác. Tớ không muốn trải nghiệm một cái lần nào nữa đâu. Ôi không, kinh tởm. Ghê quá, tớ ghét trứng. Dễ hiểu thôi, một số người kém may mắn. Này, tớ có một kẹo mới này. Thật tuyệt phải không? Bạn có thể ném chúng lên và bắt chúng bằng miệng đây này. Tiện lắm luôn ý, thật là tuyệt. Cho tớ ăn với. Ôi đau. Bạn có thể nói không mà. Đừng trêu tớ nữa, không vui đâu. Tớ nghĩ tớ biết cách trả thù rồi. Chúng ta cần cho bạn ném một quả trứng thật. Tớ nhìn thấy sự ghen tị trong mắt của bạn. Đây đến lúc cần bình tĩnh lại rồi. Cái gì nữa đây? Không giống sô-cô-la một chút nào. Trời ạ, kinh quá. Tớ biết là bạn mà. Tại sao bạn lại nhổ vào tớ? Đó không phải là tất cả đâu, ăn đi. À, tớ không bận tâm đâu, tớ có một kế hoạch tuyệt vời mà. Tớ nghĩ bộ trang phục này thực sự rất hợp với tớ. Tớ không hiểu bạn đang nghĩ gì vậy. Tớ sẽ nấu một món trứng bạc thật là tuyệt vời. Bạn sẽ ghen tị và... Ôi, hương vị tuyệt vời quá, thực sự rất tuyệt vời. Ôi, tớ sẽ không cho bạn ăn đâu. Tớ không biết bạn có thể nấu ăn ngon như vậy đâu. Nhưng tớ sợ bạn sẽ không thể thưởng thức món ăn của mình. Tớ sẽ ngăn bạn lại mà. Bạn đang làm gì vậy Suzy? Ôi không, trứng rơi ngay vào mặt tớ. Ôi, đây là món mới rồi. Hãy cùng tìm hiểu xem ai là người bắt đầu nhé. Yeah, tớ là người đầu tiên. Wow, một chai Coca. Ôi, bạn may mắn thật đấy. Hãy xem tớ có gì nhá. Ôi, cũng là Coca-Cola, thật là tuyệt vời. Tớ nghĩ một trong cái chai này là sô-cô-la rồi. Ôi, tớ không thể mở ra được. Có lẽ mở bằng răng. Ô, đó là sô-cô-la. Tớ may mắn rồi. Ôi, thật là tuyệt. Có lẽ của tớ sẽ là một chai sô-cô-la. Không, đó là Coca bình thường. Nhưng điều đó không làm cho nó kém ngon một chút nào. Tớ tự hỏi, liệu trong chai của tớ có gì không nhở? Chẳng lẽ nó trống? Ôi, sô-cô-la đang đổ ra. Đây chính là những gì tớ mong ước. Hương vị tuyệt vời. Tớ không thể dừng lại được. Thật là tệ, những cái điều tốt đẹp kết thúc quá nhanh. Bạn nên nhìn thấy chính mình đi. Bạn nên tắm đấy. Ồ, vẫn còn rất nhiều sô-cô-la trên người. Tớ có thể ăn tất cả. Bạn đang làm gì vậy? Đó không đẹp mà. Không quan tâm, điều chính là nó ngon. Ôi, thậm chí không thể chạm vào mũi của mình. Như này tốt rồi đấy. Hoàn hồn Suzy. Tớ hoàn toàn quên mất cả chai rồi. Bạn cũng có thể ăn nó bởi vì nó từng làm từ sô-cô-la. Ôi, món này ngon quá. Tớ sẽ không dừng lại cho đến khi nó hoàn thành đâu. Ôi, cho tớ một mảnh đi, tớ muốn thù lắm ý. Tớ chảy hết cả nước miếng rồi. Bạn muốn gì? Ôi, đừng có xin tớ. Nó sẽ không hoạt động với tớ đâu. Nhưng chúng ta là bạn mà. Thôi được rồi, mà mắn thay tớ có rất nhiều Coca. Tớ nghĩ bạn có thể chia sẻ với tớ. Bạn đúng, tại sao không? Nhìn kìa, có cái gì đó ở bên trong. Ở đâu? Đây này ngu ngốc. Tớ lừa được bạn rồi nha Suzy. Bạn đã tin. Thật là không công bằng. Bạn không thể làm được điều đó. Bạn nghĩ rằng tớ sẽ để bạn thoát khỏi điều này sao? Không thấy đâu. Tớ có Mentos trong kho. Tớ nghĩ nó sẽ rất hữu ích. Tất cả chúng ta đều biết điều gì xảy ra nếu cho nó vào Coca mà. Ồ, xem có gì bên kia kìa.
quan trọng nhất là bạn phân tâm tiếp đi nhá. Đấy, hoàn thành rồi. Ôi, tớ không nhìn thấy gì cả Suzy. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Coca văng hết cả vào mặt tớ? Ôi không, tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Chúng ta tiếp tục nào. Ok luôn. Ôi, không thể tin được vào mắt mình. Đây là ớt mà. Tớ cũng không mong chờ điều này. Cậu bắt đầu đi. Không không, lần này cậu có thể bắt đầu được rồi. Đừng có lừa được tớ nhá. Thôi được rồi, nếu bạn đã như vậy thì tớ sẽ là người bắt đầu. Wow, một hương vị thật là tuyệt vời. Ôi, đó là sô-cô-la, tớ may mắn quá. Tớ thực sự là không muốn thử mà. Ớt thử đã, hóa ra mình có ớt thật sao? Ôi, thật là không may mắn. Thật tệ là tớ không thể chia sẻ với bạn, nó quá nhỏ. Đây là mảnh cuối cùng rồi. Ừ, nó rất là ngon. Bây giờ tới lượt bạn rồi đấy. Nhưng tớ sợ, tớ không ăn được đồ cay. Ê, tại sao bạn lại ném ớt vào bàn tớ? Tớ rất sợ, đừng có mà làm thế. Trời ạ, bạn làm cái trò gì chứ? Ôi, đừng có thương hại nữa. Nào, đừng có lãng phí thời gian. Bạn nói đúng, tớ nên hết nên vượt qua chuyện này. Chúc tớ may mắn đi. Ôi, nó không cay chút nào. Tớ thậm chí còn thích nó đấy. Đấy, xong rồi. Cẩn thận, bạn ném ngay vào người tớ. Ôi không, tớ cảm thấy cay đây rồi. Có vẻ như ai đó đã quyết lộ cả sớm rồi. Tớ nghĩ chúng ta nên tiếp thêm lửa đấy. Đây, uống một ly đi. Cảm ơn, nước bây giờ rất là cần đấy. Không, đó là Tabasco. Bạn lại lừa tớ rồi. Cứu, tớ đang bay vào vũ trụ rồi. Wow, cái này đẹp thật đấy. Nhưng mà tớ không thích nó đâu. Chúc bạn có một chuyến bay vui vẻ nhé. Ôi không, tớ sắp ngã rồi. Cứu, bạn đã đánh gục tớ rồi. Xin lỗi, nó xảy ra một cách tình cờ. Ai đang gõ nhờ? Đấy là dành cho tớ. Hello. Xin chào, xin chào. Đây, cái này cho bạn. Đây, đây là hộp hàng của bạn. Ôi, cái hộp này nặng quá. Ồ, cậu có gì vậy hàng xóm? Nào nào, xem nào. Ừ, mọi thứ, tất cả ở đây đều làm cho chiếc giường mới mơ của tớ. Ôi, một thanh gỗ thật là nặng. Ôi, cần phải đặt nó xuống dưới đất nhanh thôi. Cậu ấy đã nghĩ gì vậy? Ôi, cậu ấy lao vào chiếc hộp luôn rồi này. Ôi, hàng rào của tớ đây rồi. Ôi, to thế. Gần như xong rồi. Và tất nhiên cả công cụ nữa. Ôi, đau quá. Ôi, cái hộp này phải bỏ đi thôi. Nó làm phiền tớ lắm. Bây giờ cậu ấy sẽ làm gì vậy? Thợ xây dựng Mary đang làm việc rồi. Nào, đặt nó như thế này. Và cái này thì như thế này. Cũng được ấy. Sắp sửa sẽ có một cái giường rất là đẹp đây. Ừ, tớ là một người xây dựng bẩm sinh. Giường ngủ 2 tầng. Tớ luôn mơ về điều này. Oh wow. Bây giờ giường của cậu ấy tốt hơn nhiều so với của tớ. Nhưng mà không sao, tớ sẽ sửa nó ngay lập tức. Ồ, tuyệt lắm, bây giờ mình sẽ đợi ship hàng thôi. Tuyệt, anh ấy đã đến rồi này. Xin chào các bạn, cứ giữ lấy đi. Ừ, cảm ơn. Đấy, vào đi. Đã xong rồi. Wow, đẹp thật đấy. Ừ, tất nhiên rồi. Giường đã được lắp xong. Mình đã trang trí xong rồi. Và thêm một ít đèn nữa. Trao một ít hình ảnh dễ thương để làm cho ngôi nhà ấm cúng hơn. Đấy, bây giờ chúng ta hãy xem nó có hoạt động không nhá. Ồ, được rồi, trông tuyệt lắm. Wow, đẹp thật đấy. Ôi, ngậm mồm lại đi bạn. Bây giờ thì giường của ai đẹp hơn? Ôi, đau quá. Hàng xóm của mình đang làm gì vậy? Ôi, đừng có nhìn. Mình nghĩ ra cái gì bây giờ nhỉ? À, mình có ý kiến này. Tớ sẽ lấy đạo cụ từ mọi nơi. Ví dụ như tấm rèn này rất là tốt này. Và chiếc khăn trải bàn này cũng sẽ rất là có ích đây. Mặc dù tớ không có nhiều tiền, nhưng tớ có một giấc mơ.
Tôi nghĩ là trông rất là xuất sắc đấy. Nhìn trông không tệ hơn của Jennifer đâu. Ôi! Trời ạ, cậu đang ném cái gì vậy? Ôi wow, bạn ấy lấy những tấm rèm đẹp đó từ đâu vậy? Ôi, còn từ khăn trải bàn, mình sẽ làm một cái võng thật là tuyệt vời. Tuyệt quá, nó thật là thoải mái. Thật tuyệt là khi mình để thư giãn trong này. Chào hàng xóm, bạn khỏe không? Mình chán quá. À, mình có ý kiến này rồi. Bây giờ mình sẽ đặt một món này. Maria chắc chắn sẽ ghê tị. Ừ đây, mình đến đây. Xin chào cô, đơn hàng của bạn đã đến rồi. Ôi, hãy đặt nó nhanh chóng nào. Đây đây. Ừ ok, tất nhiên là sẽ được rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đây tiền của bạn đây. Cảm ơn. Tạm biệt tạm biệt. Tớ đang chờ tất cả mọi người vào đến party của tớ nhá. Chào các bạn. Hãy nhìn xem ngôi nhà đẹp của tớ chỗ này. Wow, nó tuyệt vời đấy Jennifer. Ở đây siêu ấm cúng luôn. Chúng ta có một bữa tiệc riêng, không ai được vào. Nào, đến lúc phải vui vẻ rồi. Ồ, tớ có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ làm việc thôi. Nào, khăn trải bàn. Bây giờ thì lấy các cái đồ này ra nhá. Và đây, những người bạn trung thành của tớ. Ôi, bạn ấy đang nghĩ gì vậy? Mình sẽ bật nhạc to lên nào. Ôi, trời à, làm gì vậy? Ôi, mong là Mary rất là thích. Đấy, chờ đấy, thời gian cho hành động nghiêm túc rồi. Bảo vệ, vâng, tôi muốn phàn nàn về những tiếng động lớn trong phòng của tôi. Ôi, đúng rồi, người ta đã đến. Xin chào, vấn đề của bạn là gì? Đi theo tớ đi, tớ sẽ cho bạn thấy tất cả mọi thứ. Đây, họ đây này, họ đã phá lệnh rồi. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ. Chuyện gì đang xảy ra đây đây? Ê, bạn là ai vậy? Ôi, đã có khiếu nại với bạn. Ôi, không sao, tớ biết tớ có thể giải quyết vấn đề này rồi. Ừ, vậy thì mình đã sẵn sàng xuôi mắt búng tay. Tạm biệt các bạn. Ê, cái gì vậy? Ồ, tớ có một ý tưởng khác. Vậy thì tớ sẽ làm một bữa tiệc riêng của mình. Hãy nhìn xem tớ có một quả cầu tuyệt vời này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo từ những chiếc đĩa này một cái gì đó rất là thú vị. Tớ chắc chắn Jennifer sẽ cắn khuỷu tay của mình luôn. Tuyệt lắm. Chúng ta sẽ lấy các cái mảnh đĩa này và dán lên trên quả cầu. Ồ, đẹp thật đấy. Một quả cầu disco đã sẵn sàng. Bây giờ thì không khí tiệc tùng luôn ở bên tớ. Tuyệt quá. Còn những chiếc đĩa còn lại sẽ trang trí bức tường nhá. Ôi, phòng tớ xuất sắc luôn. Và bây giờ cũng là lúc phải bật nhạc lên rồi. Và mình sẽ dùng loa để nó to hơn. Ôi tuyệt quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Oh wow, hãy đi thăm đi Mary. Xin chào, chúng tôi đã đến xem cô đang có gì ở đây. Ôi, của bạn rất là tuyệt. Có cái gì khác mình nghĩ ra không nhở? Đúng rồi, tớ có một cái hộp đẹp mà. Với cả cái bóng đèn. Ôi, nhìn chúng đẹp lắm sao? Còn bây giờ thì mình cần dây. Đấy, bây giờ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần treo nó lên thôi. Bạn ấy đang nghĩ ra cái gì vậy? Ôi, nhìn đẹp quá. Tớ rất thích ngôi nhà của mình. Nào, được rồi, người làm việc đến đây nhanh lên. Vào đi bạn. Tớ cần nó khắp nơi tỏa sáng luôn. Không tệ hơn hàng xóm của mình. Ừ đúng rồi, chính xác những gì mình cần. Ôi, xin chúc mừng bạn. Đây là cho bạn. Cảm ơn rất nhiều. Ồ đẹp quá. Ừ, tốt hơn của cậu rất nhiều. Ôi chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi không, trời ạ, có hỏa hoạn. Ôi, chúng ta có bình chữa cháy mà. Bây giờ chúng ta sẽ dập tắt tất cả.
Đừng sợ Jennifer, cậu luôn có thể làm được. Ôi, tớ xong rồi. Trời ạ, ngôi nhà của tớ, nó hỏng hết rồi. Tớ xin lỗi Jennifer, nhưng cậu luôn có thể sống ở nhà tớ. Thôi được rồi, đến chỗ cậu đi. Ở đây cũng rất là tuyệt phải không? Ừ, rất là đẹp. Đây, hãy gặp gỡ những người bạn mới của tớ. Ôi, thật là một cái bảng kỳ nghỉ đẹp. Đây chính xác là những gì tớ muốn cho ngày sinh nhật của tớ. Ô, có ai đó tới rồi này, tớ sẽ đi mở cửa. Tớ tự hỏi đó là ai. Xin chào, hòa cho cậu. Ôi, thật là đáng yêu. Ôi, có nhiều đồ ngọt quá. Chà, ôi, có cả một đài phun sô-cô-la nữa rồi. Tớ sẽ thử nó, nhúng bỏng ngô vào kẹo dẻo vào cho đó xem sao. Ngon kinh khủng luôn, trời ạ. Cần phải thử một cái gì đó khác. Tớ yêu sô-cô-la quá. Tớ sẽ cắm bình hoa trước khi khách đến. Vậy là xong, tuyệt vời. Tớ sẽ thử bánh quy vậy. Jennifer, cậu đang làm gì vậy? Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà. Cậu đã ăn tất cả mọi thứ rồi. Xin lỗi nhưng tớ không thể đợi được. Đài phun nước này rất ngon. Đưa nó cho tớ đi. Cái gì nữa? Nó sẽ đứng ở trên bàn của tớ, hiểu không? Ôi không! Cậu đã làm hỏng trang phục của tớ và đổ hết cả đài phun nước ra rồi. Tớ sẽ không để cậu thoát khỏi đâu. Hãy coi chừng. Chúng ta hãy xem nhé. Tớ chắc chắn tớ sẽ thắng cậu trong thử thách này thôi. Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ đã xác định rồi. Sẽ rất khó để làm tớ bối rối. Ôi, dâu tây tươi thật là tuyệt. Đấy, tất cả đã bắt đầu từ thất bại rồi. Tớ sẽ không nói điều đó đâu. Tớ đã có những quả dây chín và thơm. Sô cô làm cho nó thậm chí còn ngon hơn. Tớ rất vui vì tớ có thể ăn cái này. Có lẽ cậu muốn chứ Mia. Ê, tại sao cô lại trêu chọc tớ vậy, Jennifer? Thật là không công bằng. Tớ chỉ muốn một ít niềm vui thôi. Dâu tây của tớ và chỉ của tớ thôi. Và nó ngon lắm sao? Kết hợp hoàn toàn hoàn hảo với cả sô-cô-la. Ê, đừng có ném tớ nữa. Tớ không thích nó đâu. Thôi nào, tình cờ thôi. Tớ đã nghĩ ra một cái này rồi. Cậu lại muốn trêu tớ một lần nữa sao? Tớ không tin đâu. Không, tớ chỉ muốn cho cậu xem một mẹo nhỏ. Tuyệt phải không? Đó vẫn là chưa tất cả đâu. Bây giờ sẽ rất mạo hiểm. Tớ sẽ bắt được tất cả các quả mọng trong sô-cô-la ngay lập tức. Hãy chúc tớ may mắn đi. Ôi không, ôi không được rồi. Tất cả bay ra ngoài rồi. Trời ơi, tại sao tớ bị dính sô-cô-la và làm mất hết cả dâu tây rồi. Cậu xứng đáng với điều đó, đó là lỗi của cậu. Hãy xem cậu ăn ớt của mình như thế nào nhé. Tớ nghĩ ăn nó khó hơn nhiều so với bắt một quả dâu tây phủ sô-cô-la. Tớ không chắc mình có thích nó không, nhưng tớ sẽ không phải lựa chọn. Tớ nghe nói rằng đôi khi ớt cho thêm sô-cô-la vào, nó sẽ không thể tưởng tượng được. Ôi, thật là khó chịu, nhưng tớ có thể xử lý được. Mia, mặt cậu đỏ hết rồi kìa. Bởi vì tớ đang cháy. Miệng tớ đang bốc cháy kìu. Tớ nên làm gì rồi? Không, không, trời ơi. Trời ạ, có thể cho tớ nước mà. Ôi, có thể uống sô-cô-la. Hồ, tớ đang rất nhiều rồi. Nhưng tớ cảm thấy hơi mệt. Tớ muốn nghỉ ngơi một chút. Ôi không, trời ạ, cậu đã đốt quả dâu tây cuối cùng của tớ. Xin lỗi, vô tình xảy ra thôi. Không thể chờ đợi tìm hiểu ra cái gì bên dưới nắp. Của tớ có Skittles. Tớ rất vui vì nhận được nó. Ôi tuyệt thật đấy, của cậu thì có gì? Bây giờ sẽ xem nhé. Trời ạ, mẹ ơi, thật là cá. Kinh tởm, nó bốc mùi kinh khủng. Thế thì ăn nhanh lên để không ngửi thấy mùi này nữa. Ôi, đây là điều tồi tệ nhất mà nó có thể xảy ra. Hãy xem cậu xử lý nó như thế nào nhé. Là xem có quản lý được không. Đừng chọc vào mũi tớ. Cậu tự ăn đi. Ôi, cậu tốt thật đấy. Bù. Thế sao cô làm tôi sợ vậy? Ups. Ôi, trúng mục tiêu thiệt lắm. Bây giờ lấy cá và ăn nó đi. Ôi, cậu đã đúng. Cần phải làm nó nhanh lên thôi. Đấy, xong rồi. Tớ đã ăn được rồi. Ồ, một cảnh tượng thật là khủng khiếp. Tớ rất vui vì nó đã qua.
Thời gian để ăn Skittles rồi. Tôi nghĩ đây là một vài thứ đã đến lúc bắt tay và thực hiện kế hoạch của mình rồi. Với sự trợ giúp của cái thìa, tớ có thể xúc đồ ngọt và đẩy sô-cô-la vào. Có lẽ cho tớ một miếng được không? Không, đi ra đi cho tớ ăn. Tớ đang bận lắm rồi. Cuối cùng tớ có thể nếm được những hạt sô-cô-la tuyệt vời này. Trời ạ, quá là tuyệt vời. Món này ngon vô cùng luôn. Tớ không nghi ngờ điều này đâu. Tớ cũng muốn thử ăn một chút. Ê, trả kẹo cho tớ đi. Ê, đồ tham lam, cậu có thực sự cảm thấy tiếc khi cho tớ một viên kẹo được không? Nhìn kìa, chúng ta đã thả Skittles ngay vào đài phun nước rồi. Ồ, nhưng đó là điều rất tốt. Nó rất là tuyệt vời luôn. Ôi, ngon thật đấy. Tớ muốn thử nó. Không, một lần nữa là không rồi. Tớ sẽ nhớ điều này đấy. Chúng ta hãy tiếp tục. Cùng nhau mở nắp ra nhé. Thật là một chiếc bờ ngon lắm. Hạnh phúc của tớ không có giới hạn luôn. Cậu thì có gì vậy? Chiếc bánh khổng lồ đẹp và mê hồn luôn. Loại kem này rất hấp dẫn đối với tớ. Cậu đang làm gì vậy? Đừng bao giờ chạm vào bánh của tớ với bàn tay đầm thỉu của bạn. Tớ lần này ăn burger đi. Thôi được rồi, tớ vẫn có việc phải làm. Tớ sẽ đổ sô-cô-la lên và thử. Tớ không biết là nó sẽ có vị như thế nào nhỉ. Chưa bao giờ tớ thử món này luôn. Và tốt nhất là không nên thử luôn. Trời ạ, ngốc lắm. Rõ ràng ngay lập tức nhìn thấy sản phẩm không tương ích rồi. Tớ biết phải làm thế nào để sửa rồi. Chỉ cần ăn tất cả những thứ gì bên trong. Dưa chuột, cà chua, rau diếp, thịt, nước sốt và món chính của tớ. Và một chiếc bánh phủ sô-cô-la với món tráng miệng của tớ. Ôi vâng, suýt thì quên mất phô mai. Nó cũng cần được ăn sớm. Nếu không có sô-cô-la thì sẽ không ngon đâu. Ôi, nhìn miếng thịt này làm ngon làm sao. Tuyệt quá, ngon thật. Riêng tớ, tớ thấy tớ ăn rất no rồi đấy. Cần thêm một bữa nữa. Ê, kết thúc nhanh lên. Tớ còn một chút nữa thôi. Đấy, đấy, còn mỗi bánh thôi. Tớ đã đến lúc phải tắm cho nó trong đài phun nước rồi. Nó sẽ thành một miếng bánh ngọt rất là ngon. Hoặc bánh sandwich rất là đẹp. Mùi thật là tuyệt. Ôi, ngon làm sao. Tôi của tớ đã thành công rồi. Tớ thật giỏi. Xong. Tuyệt quá, tớ rất vui vì cậu đã hoàn thành. Bây giờ tớ có thể nếm thử chiếc bánh của mình. Nhưng tớ lấy như thế nào nhỉ? Tớ biết rồi, cần phải cắt nó thành nhiều mảnh. Như này tiện lợi hơn rất nhiều. Ôi, trông đang khá là tốt. Chỉ cần tăng tốc một chút thôi. Đến đây nè em yêu. Đã đến lúc phải tắm sô-cô-la rồi. Tớ chắc chắn tớ sẽ tạo ra một quả bom ngọt ngào. Nếu không, nó sẽ không thể khác được. Trông thật là tuyệt vời. Đến lúc nếm thử rồi. Liếm cả ngón tay. Ôi, dáng như tớ được thử. Xin lòng đấy, chúng ta là bạn mà. Điều này không thay đổi bất cứ điều gì, không? À, tốt vậy. Vậy thì em sẽ phải dạy cho kẻ tham lam này một bài học thôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ chia sẻ với tớ. Hay xem bạn ấy sẽ nói gì sau vụ này nhá. Tớ nghĩ bạn ấy sẽ rất thích cái này thôi. Một vài giọt là quá đủ rồi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đợi nào. Ôi, tớ muốn ăn thêm. Ngon thật đấy. Tớ không thể dưỡng lại được. Đấy, bạn thực sự thích không? Vẫn hỏi, tất nhiên rồi. Nhưng tại sao lại cay đến thế? Toàn bộ miệng của tớ bị cháy. Tớ còn uống nước, trời ạ. Ôi, không khá hơn chút nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dường như mỗi phút bụng tớ càng cháy hơn. Cứu! Đấy, bạn ấy uống quá nhiều sô-cô-la Tabasco rồi. Cần phải dập tắt nó thôi. Thực sự là không có lựa chọn nào khác khao. Mặc dù điều đó không quan trọng, nhưng điều chính là nó đã trở nên dễ dàng hơn đối với Phương.